Hai quý vị khán giả, hôm nay người Vi Cá trải nghiệm đi xem đất dự án Phú Giáo với Đồng Xoài nha cả nhà. Giờ người Vi Cá review lại cho các bạn, tất cả các bạn xem nha. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ giúp người Vi Cá nha. Giờ mình chuẩn bị qua quán cà phê, mình chờ xe tới trước nha cả nhà. Bữa nay đi khu vực Phú Giáo với bên Đồng Xoài nha cả nhà ơi. Giờ ba quán cà phê mình ngồi đợi xe tới nước nha cả nhà. Các bạn ơi, xe tới rồi các bạn ơi. Giờ mình chờ xe tới đậu bên đó rồi. Các bạn ơi, xe tới rồi các bạn ơi. Giờ mình chuẩn bị lên xe luôn. Rồi mình lên xe đi tham quan luôn nha cả nhà ơi. Các bạn ơi, giờ mình tới tạm dừng chân nha các bạn. Chờ đủ xe rồi mình đi luôn nha cả nhà. Kênh được mấy trăm ngàn thấp đấy. Mới có 2.000 mốt à. Tới trạm dừng chân nha cả nhà ơi. Cái tạm dừng chân nhà nghỉ An Bình nha cả nhà ơi. Rất là rộng nha cả nhà. Đây anh chị em đi xem đất chung luôn nha cả nhà ơi. Giờ mình bắt đầu lên xe nha cả nhà ơi. Bữa nay đi coi xem đất dự án cũng đông vui lắm cả nhà. Quá đông luôn.
Dạ, yeah, rồi đã hả? À, xe này ha, xe này ha. Hai người đi đi chiếc khác là hả? Rồi, à, xe mình vừa động ha. Đổi hết người. Nhưng mà chú ở chỗ nào? Ý là anh ở chỗ nào á? Quá đồi này không là đắt là đủ tiền mua đất rồi đó. Lấy đất á. Quá rộng luôn. Hai bên luôn à, mua cái đồi trích mình ở trên đầu rồng luôn rồi đó. Wow. Này để cho mấy chú ông 70-80 tuổi tiếp, em vẫn 18-20 tuổi vô đây ở. Các bạn ơi, tới chỗ rồi các bạn ơi. Ở trên đầu rồng luôn. Cao ngút ngàn, chỗ này chắc cao nhất rồi quá. À. Chỗ này đỉnh núi đó. À. Đầu rồng. Wow, đều quá trời cả nhà ơi. À, cũng đi chung luôn hả? Xe à. Bảo nay chiều nay về ông cắt live view nhiều. Dạ. Wow. Cho chị cái quá rộng luôn. Miêu men. Điều quá nhiều luôn cả nhà ơi. Cái miếng này nãy anh chỉ nhìn lô 13 hả? Bây giờ thì đừng quay nữa thôi, tại vì nhiều khách họ học thấp á. Dạ. Rồi mai 7 giờ cái công ty em nha. Cả nhà đi xem đất gặp vườn điều rất là rộng nha cả nhà ơi. Đây review sơ cho các bạn xem nha. Này cũng lâu lắm rồi mới gặp cái điều đó các bạn ơi. Ở Bình Dương thì giờ chắc hiếm rồi. Trong đây cũng có chòi người ta đi hái điều các bạn. Khung cảnh view rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đây là hộp điều non nha cả nhà ơi. View quá đẹp ha. Đây là ở là mát luôn chứ. Những già giống như trên nhìn đúng trên đây nhìn cao thiệt. View luôn.